Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Tử Vi tháng 12 âm lịch của những người tuổi Tý, tháng cuối năm may mắn, thành công. Kính thưa quý vị và các bạn, những người tuổi Tý khi bước vào tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm 2023, Quý Mão, đây sẽ là một tháng mà những người tuổi Tý gặp được rất nhiều điều may mắn và thành công. Những gì mà con giáp tuổi Tý nhận được trong thời điểm này chính là phần thưởng cho những sự cố gắng của bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Phương diện sự nghiệp thì cục diện nhị hợp và tam hội cho thấy bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, hợp tác làm ăn ăn ý với rất nhiều người xung quanh. Công việc lớn nhỏ đều tiến triển theo đúng dự kiến, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, tự tin hơn rất nhiều. Có người sẽ chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương trong tháng này. Tình hình tài chính cũng có nhiều tiến triển tích cực khi bạn ký kết được những hợp đồng có giá trị lớn với khách hàng và đối tác. Thời điểm cuối năm này, nhu cầu mua sắm cũng tăng lên khiến bạn bận rộn luôn chân luôn tay. Song nhờ như vậy mà bạn kiếm được khoản tiền dư giả hơn so với những tháng trước đó. Và để tìm hiểu chi tiết hơn về tử vi tuổi Tý trong tháng 12 âm lịch sẽ như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng kênh Tử Vi hãy cùng nhau đi tìm hiểu ở trong video dưới đây nhé. Tổng quan về tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch sẽ có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 11 tháng 1 dương lịch năm 2024 đến hết ngày 10 tháng 2 dương lịch năm 2024. Tháng 12 âm lịch là tháng cuối cùng của năm hay còn được gọi là tháng Chạp. Tháng này là tháng Ất Sửu rơi vào tiết khí Tiểu Hàn. Tiểu ở đây có nghĩa là nhỏ, bé bỏng, con sớm, bắt đầu. Trong khi đó Hàn có nghĩa là lạnh giá, rét mướt. Như vậy, có thể hiểu Tiểu Hàn là địa chỉ thời tiết bắt đầu bước vào giai đoạn lạnh lẽo, giá rét. Ngoài ra, thời gian này còn xuất hiện hiệu ứng nghịch ồn rất rõ rệt. Những ngày Tiểu Hàn ở các khu vực nửa bán cầu Bắc có khí hậu rất khắc nghiệt, nhiệt độ còn thấp, thậm chí sương muối, có nơi còn có tuyết rơi, nước bị đóng băng. Điều này gây khá nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, giao thông và cả động thực vật. Chính vì vậy trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe, vật nuôi và cây trồng. Các loại vật nuôi hoang dã thường sẽ phải tự tìm nơi ẩn náu, trú đông hoặc là di cư. Còn theo tử vi phong thủy thì Tiểu Hàn có 2 hào âm ở dưới, 4 hào dương ở trên. Thế nên dù thời tiết lạnh giá nhưng mầm sống vẫn sinh trưởng và phát triển được. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để chúng ta thực hiện khâu chuẩn bị cho những công việc đại sự trong tương lai. Còn với những người sinh vào tiết Tiểu Hàn thì tính tình thường điềm đạm, trầm tĩnh và có tấm lòng độ lượng, tín nghĩa. Họ cũng rất siêng năng, chăm chỉ, nhưng một vài người sẽ bảo thủ và ương ngạnh, nhưng nhìn chung họ đều có đạo đức rất tốt. Tiết Tiểu Hàn thuộc hành thổ, vì vậy người có mệnh thổ sẽ gặp được nhiều điều may mắn tốt lành, công việc thuận lợi, tinh thần hưng phấn, thoải mái, sức khỏe tốt trong tháng 12 âm lịch này. Nhưng với những người kỵ thổ thì lại giảm tài vận, không được may mắn suôn sẻ trong công việc và cuộc sống. Bên cạnh đó họ còn gặp rất nhiều những vấn đề liên quan tới sức khỏe và tâm trạng không mấy vui vẻ. Ngoài ra trong tháng 12 âm lịch, tháng Chạp còn được gọi là tháng Cụ Mật. Xưa kia các cụ gọi tháng Chạp là tháng Cụ Mật bởi vì tháng ấy có nhiều trộm đạo. Cụ là củ soát, kiểm soát, còn mật là cẩn mật. Cụ mật có nghĩa là kiểm soát cẩn mật. Đến tháng 12 âm lịch, các quan phủ thường hay nhắc nhở người dân cần phải cẩn mật, tuần đinh cần phải tăng cường kiểm soát để phòng ngừa đạo trích. Cho đến nay tháng Chạp vẫn được coi là tháng Cụ Mật. Đây là tháng làm ăn không chỉ của những người lương thiện mà còn cả của những người không lương thiện, bởi vì cuối năm ai cũng có nhu cầu mua sắm. Do đó, đạo trích thường tăm tia để có những món nọ, món kia. Ngoài ra tháng Cụ Mật theo quan niệm dân gian cho rằng đây là tháng hay bị xui xẻo, là tháng rất dễ bị mất mát tiền của, hay là tháng bị tai bay vạ gió. Có những người bị hao tiền tốn của với những lý do hết sức khác nhau, thế nhưng thường được đổ cho là đen và đắng như củ mật. Tháng 12 âm lịch, nhất là những khoảng thời gian giáp Tết, hầu hết nhà nhà luôn luôn có việc phải đi lại thường xuyên, thức khuya dậy sớm, cho nên mọi người thường trong trạng thái mệt mỏi và căng thẳng buồn ngủ, và hầu hết xong việc đặt lưng là ngủ ngay, nhiều khi ngồi cũng có thể ngủ ngon lành, cổng cửa đôi khi quên cả khóa, xe quên cả trò trong nhà, đồ dùng quên cất dọn. Thêm nữa, đây là tháng mà nhu cầu mua sắm trong những ngày Tết thường gia tăng, thường xuyên mang rất nhiều tiền trong người. Do vậy, nếu không cảnh giác cao, sẽ là cơ hội ngàn vàng cho giới đạo trích lộng hành, đen đủi thì mất tiền, mất của, xảy ra hiện hữu trong tháng Cụ Mật này.
Ngoài ra tháng 12 âm lịch là tháng mang địa chi Sửu, cần phải chú ý hơn với những người sinh vào năm Sửu, năm Mùi, đặc biệt là bát tự trong cả tứ trụ toàn Sửu với Mùi sẽ cần phải rất cẩn thận. Vận trình chi tiết của những người tuổi Tý trong tháng 12 âm lịch. Những người tuổi Tý khi bước vào tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm 2023 Quý Mão, đây sẽ là một tháng mà những người tuổi Tý gặp được rất nhiều điều may mắn và thành công. Những gì mà con giáp tuổi Tý nhận được trong thời điểm này chính là phần thưởng cho những sự cố gắng của bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Phương diện sự nghiệp thì cục diện nhị hợp và tam hội cho thấy bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, hợp tác làm ăn ăn ý với rất nhiều người xung quanh. Công việc lớn nhỏ đều tiến triển theo đúng dự kiến, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, tự tin hơn rất nhiều. Có người sẽ chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương trong tháng này. Tình hình tài chính cũng có nhiều tiến triển tích cực khi bạn ký kết được những hợp đồng có giá trị lớn với khách hàng và đối tác. Thời điểm cuối năm này, nhu cầu mua sắm cũng tăng lên khiến bạn bận rộn luôn chân luôn tay. Song nhờ như vậy mà bạn kiếm được khoản tiền dư giả hơn so với những tháng trước đó. Chi tiết về phương diện sự nghiệp của những người tuổi Tý trong tháng 12 âm lịch. Người tuổi Tý khi bước vào tháng 12 âm lịch, những người này có thể chuẩn bị một tinh thần đón rất nhiều niềm vui, tin vui trên phương diện sự nghiệp. Thời điểm cuối năm tuổi Tý sẽ không tránh khỏi bận rộn, nhưng bạn bỏ ra bao nhiêu công sức đều sẽ được đền đáp bấy nhiêu. Được hưởng từ những tác động tích cực do cục diện nhị hợp và tam hội mang lại, nên con giáp này xây dựng được các mối quan hệ xã giao, hòa hảo, đồng nghiệp, bạn bè giúp đỡ nhau, đối tác cũng hợp tác ăn ý, nên công việc nào cũng tiến triển rất thuận lợi. Hơn nữa con giáp này còn biết sắp xếp công việc, lập kế hoạch, làm việc rất phù hợp, nên dù có bận rộn đến mấy cũng không cảm thấy quá bối rối và căng thẳng. Tuổi Tý biết việc nào quan trọng cần phải làm trước, việc nào có thể tạm thời hoãn lại để sau. Và đáng mừng hơn, quý nhân xuất hiện vào thời điểm này còn giới thiệu thêm cho bạn một vài cơ hội mới hoặc là hướng đi mới giúp khắc phục những khó khăn. Chỉ cần bạn khiêm tốn học hỏi, lắng nghe, đồng thời tin tưởng bản thân mình thì mọi việc đâu sẽ có đó. Thậm chí bạn còn khẳng định được bản lĩnh của bản thân mình, gây ấn tượng với cấp trên, với đồng nghiệp, chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Chi tiết về phương diện tài lộc của những người tuổi Tý trong tháng 12 âm lịch. Trong tháng cuối cùng của năm 2023, tình hình tài chính của những người tuổi Tý cũng chuyển biến theo hướng tích cực hơn so với khoảng thời gian trước đó. Dù làm trong lĩnh vực gì, tuổi Tý cũng hứa hẹn có một túi tiền rủng rỉnh. Với người tuổi Tý làm công ăn lương thì bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cho nên các khoản thưởng nóng, hoa hồng thưởng Tết là điều không thể thiếu. Khi có đồng tiền trong tay thì bạn có thể thoải mái sắm sửa, thưởng cho bản thân mình một món quà để khích lệ tinh thần. Tuy nhiên vẫn cần phải có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, không nên mua sắm quá đà. Với những người làm kinh tế thì tuổi Tý này xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, với đối tác nên ký kết được rất nhiều hợp đồng có giá trị. Đôi bên hợp tác ăn ý nên đồng tiền chảy vào túi nhanh và nhiều hơn dự định. Người làm ăn kinh doanh buôn bán thì nắm bắt được xu thế của thị trường, cho nên lượng khách hàng càng ngày càng đông đúc. Vào những ngày giáp Tết thì nhu cầu mua sắm tăng cao, có thể tuổi Tý sẽ phải bận rộn một chút, song khoản tiền kiếm được sẽ đem tới cho bạn rất nhiều động lực. Một vài cơ hội làm ăn mới có thể xuất hiện trong tháng này, tuổi Tý cũng cần phải cân nhắc đến tình hình thực tế cũng như khả năng của bản thân mình để có thể quyết định có nên đầu tư hay không. Nếu quá mệt mỏi thì cần phải nghỉ ngơi, đừng cố gắng quá sức mà có thể đổ bệnh. Chi tiết về phương diện gia đạo, tình cảm, tình duyên của những người tuổi Tý trong tháng 12 âm lịch. Bước vào tháng cuối cùng của năm, người tuổi Tý về phương diện tình duyên, gia đạo, tình cảm cần phải mở lòng để đón nhận hạnh phúc trong tháng cuối cùng của năm này. Tuổi Tý nên quan tâm đến người khác và cho người khác có cơ hội để quan tâm đến mình. Có như vậy thì bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình tươi đẹp hơn rất nhiều. Tháng này các tinh thiên diêu chủ đào hoa cho thấy người độc thân có thể nhận được sự quan tâm của nhiều người khác giới nhờ những thành tích xuất sắc trong công việc của mình. Bạn cũng có thể vô tình nhận ra ai đó đã dành tình cảm cho mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Nếu bạn cũng có ít nhiều thiện cảm với đối phương thì hãy cho người đó một cơ hội. Hai người có thể bắt đầu từ việc làm bạn trước. Thời gian trôi đi thì bạn sẽ nhận ra đối phương có nhiều đặc điểm tính cách phù hợp với mình. Với người đã có cặp, có đôi thì bạn và người ấy thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Hai người không chỉ giúp đỡ nhau trong công việc mà còn có thể đồng tâm hiệp lực với các công việc ngoài xã hội. Quan hệ đôi bên gắn bó khăng khít khiến rất nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên dù tình cảm tốt đẹp đến mấy thì bạn cũng cần phải đề phòng có kẻ thứ ba xuất hiện.
bạn mệnh nên chú ý giữ gìn khoảng cách với mọi người xung quanh, chớ nên quá vô tâm, tự đẩy mình vào những lời đồn thổi, thị phi không hay ho. Chi tiết về phương diện sức khỏe của những người tuổi Tý trong tháng 12 âm lịch. Bước vào tháng 12, có lẽ do công việc bận rộn khiến sức khỏe của những người tuổi Tý có dấu hiệu suy giảm, dù có thể bạn vẫn chưa nhận ra điều đó. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lầm đất bệnh cho thấy bạn sẽ thường xuyên bị nhiễm lạnh, sổ mũi, nhức đầu, cảm cúm, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi. Những căn bệnh này dù không quá nặng, thế nhưng nó sẽ kéo dài khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Cách tốt nhất hãy nghỉ ngơi, làm việc hợp lý, không nên cố gắng quá sức kẻo đầu bệnh, thậm chí mất thêm tiền để khám chữa bệnh. Và nếu có thời gian rảnh, hãy ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành, bạn sẽ thấy tinh thần mình sảng khoái hơn rất nhiều. Khi làm việc, bạn cũng không nên ngồi một chỗ quá lâu, thi thoảng hãy đứng lên nghỉ ngơi và vận động một chút giúp cơ thể có thể thư giãn, tinh thần phấn chấn hơn. Các bạn đã được lắng nghe video tử vi tháng 12 âm lịch của những người tuổi Tý, tháng cuối năm may mắn, hành thông, thuận lợi. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để ủng hộ cho kênh tử vi. Xin chào và hẹn gặp lại.